Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Này giới thiệu với anh em Zippo hàng sưu tầm nha anh em. Em này thì rất là độc đáo và cũng mang đầy ý nghĩa về mặt lịch sử, cũng như là hàng đồ hiếm đồ chất của em nó ha. Đây là em Zippo dòng La Mã thời trước nha anh em. Hàng La Mã cổ ha. Và đặc biệt là ý nghĩa của em nó rất là cao, là do đây là em Zippo hãng chế tác về băng nhạc rất là huyền thoại của nước Anh. Đó là băng nhạc The Beatles nha anh em. Cái tên The Beatles huyền thoại. Nhiều anh em yêu nhạc quốc tế từ xưa tới nay đều biết. Và có rất 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 nhiều fan hâm mộ thần tượng băng nhạc The Beatles ha. Em Zippo này thì hãng làm ra để kỷ niệm sự kiện. Đó là hãng công nghệ Apple. Hãng công nghệ Apple đưa lên, đưa những ca khúc của băng nhạc The Beatles lên kho ứng dụng iTunes Store của họ nha. Năm 1996 thì hãng Apple đưa những ca khúc huyền thoại của The Beatles lên kho ứng dụng iTunes Store. Một sự kiện rất là lớn nha anh em, thể hiện sự vĩ đại, tôn trọng băng nhạc huyền thoại này ha. Thì đây là em Zippo mang chủ đề về sự kiện đó ha. Hàng sưu tầm hiếm nha anh em. Số điện thoại lên tiêu đề clip nha anh em. Anh em nào có nhã ý kết em nó thì cứ alo mình nha anh em. Dành tay với anh em trước ha. Mặt trước là chữ The Beatles ở trên ha. Ở dưới là họa tiết hình ảnh những thành viên của băng nhạc này. Họa tiết hai màu đen trắng, thể hiện sự cổ điển classic, huyền thoại và mang tính nghệ thuật cao nha nè. Đấy La Mã nha anh em. Em này rất là hiếm ha. Hàng sưu tầm nha anh em. Phía sau là cái danh sách những ca khúc của băng nhạc The Beatles được đưa lên iTunes Store ha. Sự kiện đánh dấu sự phát triển. Sự phát triển của iTunes Store, kho ứng dụng của hãng công nghệ Apple. Em này thì hàng zin hết nha anh em. Hàng mới 100%, chưa hề đụng chạm ha. Hàng cất tủ từ ngày xưa tới giờ ha anh em. Xứng đáng cho anh em sưu tầm ha. Và đặc biệt là những anh em yêu mến băng nhạc The Beatles thì sở hữu em này thì quá là hay. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó thì vô trang Facebook mình, click vô đường link ở dưới ô mô tả video clip nha anh em. Hàng zin hết, chính hãng ha. Mặt trước thì họa tiết băng nhạc theo phong cách hình ảnh nghệ thuật đen trắng ha, classic. Yêu mến anh em like share clip nha anh em. Và ấn nút đăng ký kênh bên mình ha. Đăng ký màu đỏ ha.
để có thể cập nhật những em Zippo, cập nhật những em Zippo mình trên tay tiếp theo. Kết em nào trên trang mình anh em cũng cứ alo, giá thì anh em gọi hotline dùm nha anh em. Em này hàng cổ sưu tầm ha, chia sẻ với anh em toàn quốc đam mê chơi thôi. Hộp thì hộp chính hãng nha anh em, nhưng mà không phải hộp theo Zippo ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ an lành ha. Bye anh em.